chào mừng toàn thể quý vị đại biểu, quý vị khách quý, các cấp lãnh đạo, các thành viên của tập đoàn bất động sản Thiên Khôi đang có mặt tại sân vận động Trung tâm Văn hóa và Thể thao quận Hoàng Mai, cũng như các quý vị khán giả đang xem trực tiếp livestream lễ bế mạc giải bóng đá vinh danh thành tích Thiên Khôi kỳ 1 năm 2023 khu vực Hà Nội tranh cúp siêu chót. Kính thưa quý vị, giải bóng đá vinh danh thành tích Thiên Khôi kỳ 1 năm 2023 khu vực Hà Nội tranh cúp siêu chót do Ban Văn hóa Thể thao phối hợp cùng Phòng Truyền thông và Sự kiện Tập đoàn Bất động sản Thiên Khôi tổ chức đã diễn ra thành công tốt đẹp. Sau hơn 4 tháng thi đấu, 39 đội bóng tham dự trải qua 145 trận đấu cùng với hơn 400 bàn thắng được ghi, các cầu thủ đã cống hiến những trận đấu vô cùng kịch tính và hấp dẫn. Và đằng sau đó, nhà vô địch của chúng ta đó chính là FC Sao Thổ. Kính thưa quý vị, đến dự buổi lễ bế mạc và trao giải ngày hôm nay, tôi xin trân trọng giới thiệu sự hiện diện của các vị đại biểu và các vị khách quý. Về phía tập đoàn bất động sản Thiên Khôi, xin trân trọng giới thiệu Chủ tịch tập đoàn bất động sản Thiên Khôi, ông Nguyễn Thành Dũng. Trưởng ban văn hóa thể thao, trưởng ban tổ chức giải, ông Nguyễn Xuân Quỳnh. Giám đốc Ban Sao Thủy, Phó Tổng Giám đốc Ngô Thành Hoa. Giám đốc Ban Sao Thổ, Phó Tổng Giám đốc Nguyễn Văn Nhất. Giám đốc Ban Sao Kim, Phó Tổng Giám đốc Nông Mạnh Hùng. Giám đốc Ban Sao Hỏa, Giám đốc Vương Minh Hòa. Giám đốc Ban Sao Mộc, Giám đốc Đỗ Văn Cao. Trưởng ban bảo an, ông Đỗ Đức. Giám đốc Đỗ Lan Hương, khối Tín Phát. Anh cùng giúp á. Giám đốc Nguyễn Thị Hiền, khối Bạch Kim. Giám đốc Nguyễn Văn Tính, khối Thiên Đường. Nghe chưa? Giám đốc Pháp Chế, Lữ Thúy A. Giám đốc Vũ Thành Lâm, khối Đại Việt. Giám đốc Nguyễn Đức Quân, khối Kim Cương. Và cuối cùng, Giám đốc Nguyễn Văn Trinh, khối Thái Sơn. Cùng toàn thể các trưởng phòng, bán tước kinh đô, tổ trọng tài, các huấn luyện viên trưởng các đội bóng, các cầu thủ và toàn thể các cổ động viên đang có mặt đông đủ trong buổi lễ bế mạc ngày hôm nay, đề nghị chúng ta nổ một tràng pháo tay thật lớn ạ. Kính thưa quý vị, ngay sau đây tôi xin trân trọng kính mời Chủ tịch Nguyễn Thành Dũng, Chủ tịch tập đoàn bất động sản Thiên Khôi lên có đôi lời phát biểu. Xin trân trọng kính mời Chủ tịch. Hai đội vô địch thì sẽ có trận sụp vào đầu năm 2024.
Vậy thì chủ tịch cũng hy vọng rằng là giải đấu của mùa giải này khi một thì chúng ta đã đủ sự tốt và tạo nên chiến thắng giúp cho đội có thành tích cao nhất, thì cũng sẽ chính là những cầu thủ mà tạo nên những đội gọi là những trận cầu mà buộc các đội bóng vào quý hai chúng ta có thể vào được giải sâu nhất, để thể hiện rằng là cho dù kinh đô hay là cấp đối phòng thì chúng ta vẫn luôn luôn là những lá cờ đầu trong phong trào trước nhà. Và cũng hy vọng là cái giải đấu này nó hướng đến một giá trị tuyệt vời của tập đoàn, đó là những cầu thủ và những người sâu chốt thì cũng sẽ là những người có thể có thành tích tốt nhất trong thể thao, để chúng ta khẳng định rằng chúng ta vừa chốt nhà giỏi và chúng ta vừa có thể tinh thần thể thao tuyệt vời. Và trong giải đấu này với chủ định thì tất cả các cầu thủ tham gia giải đấu này đã là người chiến thắng, tức là chúng ta là những người xứng đáng được ra sân, là những người có thành tích chốt nhà tại tập đoàn, đồng thời chúng ta có đầy đủ thể lực, sức khỏe cùng với kỹ năng về bóng đá để có thể ra sân thi đấu. Và chủ định hy vọng rằng giải thi đấu siêu chốt như này càng ngày sẽ càng nhiều anh em tham gia nhiều hơn nữa, và đặc biệt những kinh đô lớn như Thiên Khôi 88 có thể có nhiều đội bóng, tôi biết chắc là có rất nhiều cầu thủ chốt nhà nhưng chưa dám tự tin để tham gia giải, thì mùa giải sau thì sẽ là 2-3 đội nữa thay vì chỉ có một đội, hay là sau như Thiên Khôi 55 là cũng phải có nhiều đội bóng tham gia. Và tương tự thì giải thứ hai thì cũng chờ đợi mong đợi các khối lớn thì cũng sẽ có nhiều đội bóng và có thể tham gia, có thể có đội bóng chủ lực gồm những người siêu xuất xuất nhiều nhất để tạo nên thành tích đột phá nhờ những bàn thắng xuất nhà, để chúng ta có thể đi vòng sâu nhất, để làm sao mà cầu thủ đá hay đến mấy thì hay nhưng vào sân mà đã thua 10-0 thì khó mà có thể lên được giỏng, và như thế thì cái giải cạnh tranh của chúng ta mới thực sự sẽ ý nghĩa. Nhưng tuy nhiên phải thừa nhận rằng là trận chung kết này, trận chung kết mà chủ tịch vừa chứng kiến trận 3-4 với trận chung kết rất tuyệt vời. Với trận 3-4 thì các cầu thủ trong đội bóng thang là các thư ký trợ lý không chốt nhà nhưng lại làm công tác hỗ trợ toàn tập đoàn trong tất cả công tác từ tuyển dụng cho đến đào tạo rồi công tác văn hóa thể thao, thì chúng ta đều có thể tham dự giải bóng đá này. Những người chưa sỏ giày bao giờ như trường bóng khá hay như bạn chuyên viên Ngọc Anh ở bộ phận nhà hàng Thiên Khôi vẫn có thể ra sân ra bóng, đó là điều tuyệt vời của những anh em làm công tác và quản lý. Với những cầu thủ thì dù là Thiên Khôi 88 hay là đội sao thổ vẫn tuyệt vời bởi sao thổ là các lãnh đạo chủ, thì tuy nhiên thì cũng trưởng thành thì các đội khách đều những người đã từng tham gia công tác đội khách bán hàng cả, và với những trận đấu mà chúng ta thể hiện trên sân vừa rồi thì rõ ràng là chuyên môn cũng rất tuyệt vời chứ không phải chỉ đơn giản chúng ta chỉ biết chốt nhà. Thì hy vọng rằng tinh thần bóng đá này sẽ được truyền tải và kế tiếp nhiều trong mùa giải tới. Và nữa thì chúc mừng các đội Bậc Thang, FC Bậc Thang, Mỹ Đình, FC Mỹ Đình 768, Thiên Khôi 88 và đặc biệt là Sao Thổ đã có một giải đi được cái vòng sâu nhất. Và hy vọng rằng sau khi tính thành tích của các đội để tham dự thi đua với các thành tích của các đội ở kỳ 2 thì chúng ta vẫn sẽ là những đội bóng có nhiều cầu thủ và có nhiều bàn thắng chốt nhà nhất được tính hoàn thành trong giải đấu này, đọ với nhau và chúng ta được vinh danh trong lễ đại hội vinh danh của 2023 năm nay. Thì tôi nghĩ là sau hổ thì lãnh đạo chủ sẽ hơi thiệt thòi hơn chút, bởi vì giải đấu này sẽ tính vào thi đua thành tích đầu cách, thì Thiên Khôi 88 không biết là có hơn được các cái số chốt so với các đội đã bị loại không, nhưng có vẻ như là đội tiềm năng nhất để được vinh danh cuối năm nay đọ cùng với các đội bóng của các khối phòng ở thứ hai. Một lần nữa thì cảm ơn các cổ động viên, các lãnh đạo ở các đội bóng đã đến tham dự giải bóng đá này giúp cho chúng ta có một giải bóng đá rất hoàn hảo và thành công. Rất cảm ơn ban tổ chức và các đồng chí rất nhiều, xin cảm ơn. Xin cảm ơn chủ tịch Nguyễn Thành Dũng. Kính thưa quý vị, để giải đấu diễn ra thành công tốt đẹp phải kể đến công tác điều hành các trận đấu của tổ trọng tài.
Để tôn vinh lực lượng trọng tài, tôi xin trân trọng kính mời đại diện tổ trọng tài Lê Dương Nhân Hoa và quà lưu niệm của ban tổ chức. Xin trân trọng kính mời ông Nguyễn Xuân Quỳnh, trưởng ban văn hóa thể thao, trưởng ban tổ chức giải, đại diện ban tổ chức lên để trao hoa và tặng quà kỷ niệm đối với tổ trọng tài vì đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Giải ba thuộc về FC Mỹ Đình 765.
xin trọng kính mời giám đốc Đỗ Lan Hương khối Tín Phát. Xin trọng kính mời giám đốc Nguyễn Thị Hiền khối Bạch Kim. Xin trọng kính mời giám đốc Vũ Thành Lâm khối Đại Việt. Xin trọng kính mời giám đốc Nguyễn Đức Quân khối Kim Cương. Và cuối cùng giám đốc Nguyễn Văn Trinh khối Thái Sơn lên sân khấu để trao giải thưởng cho đội đạt giải ba. Kính mời các thành viên của đội FC Mỹ Đình 765 tiến lên sân khấu để nhận huy chương và giải thưởng từ ban tổ chức.
Và cuối cùng, phần mà chúng ta mong chờ nhất tiếp theo chương trình sẽ là phần trao giải thưởng cho đội đạt giải nhất. Giải nhất của chúng ta thuộc về FC Sao Tổ. Xin được trân trọng kính mời lên sân khấu Chủ tịch Tập đoàn Bất động sản Thiên Khôi, ông Nguyễn Thành Dũng, trưởng ban văn hóa thể thao, trưởng ban tổ chức giải ông Nguyễn Xuân Quỳnh, giám đốc Ba Sao Thủy, phó tổng giám đốc Ngô Khánh Hòa, giám đốc Ba Sao Kim, phó tổng giám đốc Nông Mạnh Hùng sẽ lên trên sân khấu để trao giải thưởng cho đội đạt giải nhất. Cúp, chuẩn bị bê cúp này. Không cái cúp đi chưa. Và bây giờ sẽ là giây phút quan trọng nhất của giải đấu, phải khắc nâng cao.